Quý vị khán giả thân mến, hiện tại thì Hải Triều đang có mặt tại nhà máy sản xuất của Golden Farm. Và để có thể hiểu rõ hơn về các nguyên liệu cũng như là dây chuyền sản xuất như thế nào để ra được các sản phẩm của Golden Farm, thì xin được mời quý vị chúng ta cùng làm quen với một nhân vật là đại diện của Golden Farm quý vị nha. Xin chào anh Mạnh. Xin chào Hải Triều, mình là Cao Hùng Mạnh, là đại diện kỹ thuật công ty Cánh Hồng Vàng, thương hiệu Golden Farm. Xin mời Hải Triều tham quan công ty. Không biết là tất cả những nông sản ở đây đang có là mình nhập từ đâu về anh? Dạ, nguyên liệu ở công ty em được lựa chọn rất là kỹ càng, là chủ yếu là đặc sản ở mỗi vùng. Vì trước khi thu mua thì công ty em sẽ cho bộ phận nguyên liệu và bộ phận thu mua xuống tại vườn á, xuống tại vườn để kiểm tra thổ nhưỡng ở đây và xem có độc tố trong sản phẩm hay không. Những cái điểm mà nổi bật trong cái quy trình sơ chế của mình tại nhà máy của mình là gì anh? Cái dụng cụ dùng để sơ chế thì luôn để trên 3 lít nhựa và đặt 3 lít nhựa cao 50cm và luôn để cách tường 30cm và luôn được sát khuẩn bằng unit chlorine. Về lựa chọn trái cây thì lựa chọn theo vùng miền và theo mùa vụ. Ví dụ như là chanh dây, anh có thể thấy là về lựa trái to tròn, căng mọng và không bị dập. Chính tới đúng không? Dạ đúng rồi. Okay. Đây là công nhân căng cắt gọn. Cắt hai vỏ ra thì cái phần hạt đó người ta lấy bên về như thế nào không? Cái hạt đó thì mình móc ra rồi mình sàng lại, lọc lại cái nước cốt. Lấy cái nước cốt để mình sơ nấu hàng chế biến. Có là khi mình nấu thì mình có thêm nêm nếm những cái gia vị? Dạ có đó. Anh, đó theo công thức của công ty. Wow. Yeah. Nhưng mà em hỏi là ví dụ như là để một cái chai nước đóng nhựa như chai nước nhựa của mình đóng á, thì sẽ có bao nhiêu phần chanh dây này? Dạ 50-60% chanh dây nè, nước cốt chanh dây. Ở bên đây em thấy có cà chua này. Dạ. Có thể cà chua này cũng sẽ được lấy từ đâu anh? Cà chua này được lấy ở Đà Lạt đây. Trái căng mọng mà tròn đều, nhiều thịt mà thịt có màu đỏ, rất là ngon. Với cà chua này thì ở bên cơ sở mình sẽ sản xuất ra sản phẩm gì anh? Dạ đây là sốt spaghetti. Nước sốt. Dạ, sốt mì Ý anh. Cái đó là có sốt nấm và sốt cà như này để dành cho người ăn chay nữa. Dạ. Dạ. Và khi mà tất cả những cái nông sản ở đây của chúng ta được sơ chế xong thì mình bước tiếp theo là gì anh Bành? Là tất cả nguyên liệu để chế biến xong á thì mình sẽ đem qua bên phòng nấu theo mô hình khép kín, nấu và chiết rót và đem đi đóng thành phẩm. Bây giờ mình sẽ dẫn Hải Triều qua đấy xem sao. Dạ, cảm ơn. Đây là phòng sản xuất theo mô hình khép kín. Đúng rồi, đây là công nhân đang sản xuất nấu bằng máy, tất cả đều bằng nấu bằng nồi áp suất. Cái sức chứa đó là bao nhiêu anh? Nhiều nhất là 1 tấn 2. Mỗi một máy như vậy là 1 tấn 2? Đúng rồi, một máy là 1 tấn 2. Thông thường thì mình nấu cái sản phẩm của mình là bao lâu thì được anh? Trung bình là khoảng 3 tiếng. 3 tiếng. Có nghĩa là trong cái quá trình mình nấu thì cái nhiệt độ của mình có thay đổi không? Nhiệt độ không thay đổi, đều nấu ở 80 độ C. Và nấu bằng áp suất hút chân không. Dạ. Cho em hỏi là hiện tại là công ty của mình có bao nhiêu sản phẩm về nước uống rồi anh? Được sản xuất là trên 10 dòng sản phẩm, mà riêng về siro đây thì sản xuất được 3 dòng sản phẩm, đó là ba lai, trà sữa và giải khát. Còn 3 dòng sản phẩm đó sẽ là 32 loại sản phẩm khác nhau. Cho em hỏi là không biết là nông sản nào mà thuộc dòng siro mình sẽ mang đến phòng này nấu à? Giống như là dâu, trái việt quất và chanh dây. Vẫn giữ được nguyên mùi vị, nấu bằng áp suất thì nó sẽ không mất mùi. Sau khi nấu xong thì mình sẽ đến công đoạn là chiết rót. Mời Hải Triều qua công đoạn chiết rót mình cùng xem thử. Nghĩa là sơ chế xong thì mình tới nấu. Đúng rồi, là chiết rót. Đúng rồi, đúng rồi. Đây là máy chiết rót. Khi chai của mình sẽ bỏ ở đây và nó chạy qua cái chiết rót siro vào. Có sẵn đó đúng rồi, có sẵn vào. Siro là có sẵn ở trên cái bồn rồi, sẽ bơm vào trong cái chai tới một cái mức nhất định và sẽ cho chạy ra băng tải và sao qua chiếc nắp rồi để đóng gói. Có nghĩa là theo một cái dây chuyền. Đúng rồi, theo một cái dây chuyền. Chiếc rót xong qua chuyền bên kia. Đúng rồi. Một ngày thì cái máy này có thể chiết rót bao nhiêu sản phẩm anh? Một ngày cái máy này chiết rót được khoảng là 3.000 chai. 3.000 chai. Có nghĩa là mình chỉ cần có công nhân điều khiển thôi. Có công nhân điều khiển thôi là mình sẽ chiết rót được rất là nhiều. Sản phẩm sau khi chiết rõ xong mình đóng nắp rồi mình sẽ đem qua bên máy dán nhãn bên này. Khi ra khâu dán nhãn thì sẽ có một đội ngũ QC kiểm tra lại chất lượng của nó nữa, rồi mình mới đem ra thị trường cho nó chắc chắn. Sau khi mình dán nhãn thì mình sẽ về kho thành phẩm này, và trên kho thành phẩm này sẽ chứa 10 loại sản phẩm. 10 loại sản phẩm. Mỗi nhóm thì được chia ra mỗi khu khác nhau tùy theo sản phẩm. Còn đây là mứt, sản phẩm mứt trái cây có chứa 50-60% là mứt trái cây.
Cho em hỏi là khi mà cái sản phẩm mình ra thị trường bên ngoài á thì mình có đảm bảo theo một cái quy chuẩn hay là một cái chất lượng nào đó không? Sản phẩm Golden Farm ra thị trường thì đạt theo tiêu chuẩn ISO quốc tế 22000 năm 2007 và được sản xuất theo mô hình khép kín và có bộ phận KCS với QC kiểm tra và lấy mẫu đi kiểm nghiệm theo quy định của nhà nước. Còn bên đây là bơ đậu phộng. Trong đây là không có độc tố aflatoxin, mình đã xét nghiệm theo dõi rất là kỹ càng. Còn đây là siro, sản phẩm siro. Và siro này có thêm một dòng mới đó là siro trà sữa để chuyên sản xuất cho trà sữa. Còn đây là trái cây sinh tố, cái này dòng này có 15 loại. Tất cả sản phẩm Golden Farm là nói chung là không dùng đường hoa hồng, toàn dùng đường mía. Tại vì cái đường cách phân biệt rất là dễ, đường mía thì có vị thanh ngọt tự nhiên, còn cái đường hoa hồng thì nó bị gắt với nhặn đắng. Một lần nữa đại diện ekip chương trình cảm ơn anh đã có những cái chia sẻ cho tất cả quý vị khán giả có thể có cái nhìn chung hơn về quy trình chế biến và sản xuất các loại nước uống cũng như là thực phẩm tại Golden Farm. Và quý vị lại có thêm một địa chỉ uy tín lựa chọn cho các sản phẩm đáp ứng đủ dinh dưỡng cũng như là các loại nước uống giải khát trong ngày hè. Quy trình sản xuất của nhà máy Golden Farm với công nghệ hiện đại của châu Âu, các sản phẩm được sản xuất với quy trình khép kín một chiều, đi từ công đoạn sơ chế nguyên liệu cho đến thành phẩm. Cùng với đó là hệ thống chiết rót dây chuyền khép kín, tránh sự xâm nhập của vi sinh vật bên ngoài. Hệ thống công nghệ nấu áp suất, nguyên liệu được làm chín dần trong chân không nên luôn giữ nguyên được hàm lượng chất dinh dưỡng thơm ngon từ rau quả. Công nghệ nồi hai vỏ có hệ thống tuần hoàn nước bên trong để giữ được nhiệt độ ổn định, không làm thay đổi cấu trúc sản phẩm. Không chỉ là thương hiệu nổi tiếng về thực phẩm đồ uống cho gia đình, hiện nay Golden Farm còn có nhiều sản phẩm khác như topping, bơ đậu phộng, sốt và mì spaghetti, sốt salad. Các sản phẩm của Golden Farm hiện nay đã có mặt ở các siêu thị lớn trên cả nước. Song song đó, sản phẩm của Golden Farm cũng đã xuất khẩu sang các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Philippines, Campuchia.